cái bây giờ mình đi chợ Việt Nam mọi người, nên mình cái đồ này. Gửi mấy cái đồ này Việt Nam đi mấy phèo rồi. Một phèo là lấy 5, một phèo lấy 5 đô. Ở bao nhiêu đây à? Ta đi mấy phèo rồi. Mới vô là nghe mùi mít rồi. À, chị Hạnh. Dạ cho em cái thùng đây nha. Đi chợ đây nha mọi người. Đây của người Việt Nam mình đó. À, chị gì đó, chị chân chân là về Việt Nam. Chị Liên khi nó về Việt Nam chị Liên. Ở tháng 8 mà đi. Sướng dữ trời. Chị mua vé bao nhiêu vậy? Chị mua vé nhiêu? Mua rồi, 1.300. 1.300 hả? 1.320. Tháng 8 em thấy chỗ chị đi cái giá là 2.000 mấy. Ừ đúng rồi đó, em có nghe cũng tùy rồi chị, cũng tùy chỗ biết không? Có chỗ người ta mua 1.000, có chỗ mua 1.500, giá nó cũng có hết á. Biết không? Nè. Vừa không? Mẹ em lúc nào mẹ cũng mua ở sông mắt không? Để sắp cho đàng hoàng ok. Ok. Nhiều người ta mua cái biết nhỏ cho lên mạng ta mua mình không biết nhỏ. Đúng rồi, đi mạng là mua nó rẻ hơn chị biết không? Rồi. Thì nó bán nhiêu vậy? Rẻ mà. Trong đó nó có đủ thứ cây hết á chị. Ở đâu? Vô chị vô quá mà mua cho rẻ hay là mua ở Best Buy á. Best Buy nó có nhiều cái loại. Đúng rồi. Hay vậy nha. Mua về mình chụp hình xa mình để. Nè. Nghe chưa? Chị Hạnh em ghi hết rồi, trong đây để coi thử. Đưa đây ghi cái number vô. Đúng rồi đó, kìa. Chị Hạnh trong đây có để coi thử có hai hộp thuốc nha. Phải ghi cái tờ giấy này mới được. Ok thì đó, tại vì em hỏi em chị ghi để em ghi rồi đó. Nè, để cho chị nha. Thì để đó đây em ghi. Để đó chụp đi. Sòi nè, sòi đang biết sòi đâu không biết. Sòi chắc sòi Thái nè. Sòi đây 3 đồng 99 một pound nha mọi người. Mắc ghê chưa? Giờ mình mua cá nha. Cá mua tôm. Tôm nó vào tôm đất mọi người. Tôm này mình ăn cũng được. Cá này. Em gì ta quên rồi. Em mắt tay giạc á. Hồi giờ mình cuốn chả ra mình chưa cái cuốn loại bánh đây nữa, mình mua cái loại bánh mà của chai này mà nó dày biết không, để mình mua cái đây mình về mình cuốn thử. Đây là lần đầu tiên mình mua về mình cuốn thử nè. Cái này chiên ha, cái có spring roll này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bí hả? Đi bầu cho nó bảy bí đâu. Mua hủ que đi. Hủ que đây 2 đồng 49 xem một bao. Cái hủ que, ăn hủ que tốt mà. Bây giờ ăn. Ok chú cho con que đi. Qua đi qua. Mít đây mọi người, buồn mua mít nè. Mít 2 đồng 99 một phao. Bé mình có mua thêm mít là mua gì á, mình ăn không, không đâu ăn đâu. Sầu riêng nè mọi người. Sau đây sầu riêng tươi luôn á, sầu riêng đây 16 đồng một phao. Cái trái đây chắc là 80 đô đó. Lâu quá chị Trang. Dạ. Chút sữa nè. Chị Long ơi, chị Long ơi, chôm chôm ra bao nhiêu một thùng vậy? Chôm chôm á hả? Ờ. Còn có một thùng đó. Còn thùng đó hả? Coi lại coi. Một thùng này 24 đô nè. Một thùng thanh long này 24 đô. Ờ chôm chôm. Bình thường nó đúng rồi, bớt đi, lấy hết thùng đi, đúng giảm giá đi, tiếp thì mình xe nó đi. Nhớ gì lòng kìa, có chị vui chứ không? Có chị nói, chị vui chứ? Bây giờ sao chị nghỉ với chị? Hiu. Dì hiu hả? Dì hiu, còn đi làm là dì hiu. Dì hiu, thích làm chỗ, không thích chỗ này. Ok, mua rồi giờ về nha mọi người. Mít nè. Rồi mít thơm ghê chưa mọi người. Ôi, mít thơm ghê. Mít trang mít từ đâu đến. Mình ăn cái gì nha. Bây giờ mời mọi người ăn với mình nha. Mời mọi người ăn với Kim nha. Mời mọi người ăn nha. Đói bụng quá. Có tiền rơi không? Bây giờ hàng rồi. Tính rồi hả? Đổi vai cũ rồi. Mấy chỗ kia bán dở, mấy chỗ kia làm dở. Chứ mà chưa bao giờ mình ăn bún bò Huế. Mà chủ thứ hai mình ăn bún bò Huế làm quả mình. Nước có ngủ không? Ăn dĩa đâu bọn. Mà cái chủ này họ làm á. Bún bò Huế mình ăn gì mà. Giờ mình đi về cho mọi người. Xong rồi bây giờ mình về. Rồi. Trời nãy mình ăn. Mình ăn xong ở trong nhà hàng Iram, mình gặp cái thằng Mỹ Đen. Nó cũng chắc cũng 25 cho lại á. Rồi đứng nó nhìn miếng xong rồi cái nó tới nó chạy tới nó hỏi nó nói có tiền cho nó 1 đồng. Mình thấy nó chạy tới mình cũng sợ biết không? Tại vì mình sợ Mỹ Đen. Cũng lịch sự. Tưởng đâu nó xin nhiều nó nói hỏi mình có tiền cho nó 1 đồng mà.
rồi cái mình nói hỏi nó, mình nói một đồng mình mua được cái gì đó, xong rồi cái mình đi chợ hết tiền rồi, mọi người đi chợ rồi mình ăn phở hết rồi, còn cái hình như 7-8 đồng à, rồi mình đưa cho nó hết luôn, mình đưa cho nó rồi nó cứ thấy vậy nó là nó tưởng mình nó giỡn, nó nói chắc cái đưa cho nó hết đồng, mà nó ừ đâu có sao đâu, có 7 đồng mà. Rồi cảm ơn, cười đi mất à. Thì mình về nha mọi người nha. Chỗ này hơi bị trát rồi, hơi khó ra đúng không? Trời đã xanh đỏ dần rồi mới vô được, mới ra được. Chúng có giờ cao điểm đấy chứ, xe nó chạy tốt. Từ nhà mình chạy đến đây chắc cũng 45 phút á, nếu mà không kẹt xe đó. 45 phút, đó là một vòng rồi, vòng đi vòng về chắc 1 tiếng mấy á. Lên xe bằng xích đeo, cái xe nó kêu cửa đó đó. Mỗi lần đi xe. Từ ngày mình có bầu á, khi mình có bầu á, bộ giấy từ ngày mình làm biến thắt dây an toàn mọi người. Do mình có bầu á, không có thắt dây an toàn nữa không? Bây giờ lười rồi, nó cũng quen phải không? Mỗi lần lên xe là cũng sẽ mình cũng đẹp đấy. Xích đeo vô. Why? Yeah. Cause I love you. I want to play outside. Why did you get a soccer ball? You know I want a volleyball. Volleyball? I've been looking for a volleyball everywhere. No, I don't know about that. That lie to do it. It's just like this, but softer. Oh, softer? And it's like a hand sport, not a feet. Okay. No problem. Okay. Mua thùng chôm chôm mọi người. Còn thùng cuối cùng là cũng ngon. Bị số mình hơn ha, 24 đô mà bớt mình 2 đô. Quen lắm nó mới bớt á. Chuyện dịch nè mọi người. Dịch nè. Thấy mấy con vịt phải không? Đó là mình mấy năm. Lần đây là lần đầu tiên mình mua vịt á. Vịt đi nấu gì ngon mọi người cho mình biết cái coi. Cho chắc luộc chấm mắm gừng quá. Không biết giờ phải đeo vào tay. Chứ đâu có dầu lửa đâu mà rửa. Không có dầu lửa mà rửa. Phải đem vào tay chứ. Trời nắng đã không? Nắng lên trời hơi xuyên xuyên. Trời nắng lên chứ. Không biết rồi, đã không? Không biết rồi, chín không à? Chín thấy là 7 luôn à. Bé mày thích ăn lít mà. Ăn lít cho nó. Oh, chào tất cả mọi người. Mời mọi người ăn mít chứ là ăn chôm chôm với mẹ con mình nha. Thì là thầy. Chị vậy ha. Muốn check cái đó. Không biết chị ngon chưa? Nó ngon. Toby, you wanna? Toby. Don't eat my brand new sandals.
guys, let's check the redfoots. Well, we're getting ready to open up the redfoots, and guys, if I'm being honest, I couldn't resist. I peeked in there, and it is an absolute flood in there. There's a giant flood in there. I did a quick peek in there, but I did not lift it up. I wanted to wait for all of you guys. Mm-hmm. I got my dad, because when I saw this, you know how I'm going to have to get deep in there. I'm going to have to get dirty. Mm-hmm. Well, I can't film and do all those at the same time. So we're going to lift this wood up right now. One, two, three. All right. Rotten tortoise eggs in here means that there was a nest that we missed. Ooh, another shining. There could be some baby tortoises that did hatch in here, but it looks like this guy right here is having a little bit of trouble getting out. Hey, can I help you, buddy? Okay, you're getting out. It doesn't look like over there. Yeah. All right, we have all the tortoises. They're all accounted for, but we have these eggs right here. Now, they feel to be rotten tortoise eggs. Now, you can see the dark color on them. Now, guys, I want to crack them open. Over here. I'm going to toss them over there. Rồi mùa này ta cười luôn. Okay, sau rồi bà ngồi đây còn again, xe là lắm. Ý cho đi. No. Đó. Hãy đi. Trai quăng. No. Open. No. Không ăn. Chứ con coronavirus. Yeah. Giỏ giống như con Covid cho mọi người. Yeah, giống 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 như vậy. Bạn mẹ đúng chứ? Bạn mình đâu? No more anymore. Ít chân là mệt. Chứ qua là nắp. Chứ qua. Four. Four. Yeah. A four already? Yeah. Hey, hey. Love it, me. Good. Where you going? You scare me. No, I'm not. Sit down here, mommy. Lee. No. No, I say sit down here. I will. Fart. What you want? I hope you're really nice. Wow. It's a little chilly. A little bit chilly now. Right. Be careful, honey. Be careful. What? It's a tough morning. It was 12 o'clock before the sun came out. Tomorrow is supposed to be nice all day and warm. Ăn mấy miếng nó vừa rồi. Nó ớn rồi. Nó kêu mua cho con mà mẹ ăn không. Hôm nay mẹ như con heo vậy á. Nó ăn đồ thường của con không à. Chị là hơi lên viên đó. How hot? Eat and I talk for you. We do. Very hot. Really? So, how hot is it in the summer then? Did you buy this with your own money? It's $2. Ok bye mọi người nha. Ôi giời ơi, vô nè, nóng quá. Nắng nó đặt vô mặt á, khó chịu quá. Rát mặt. Ok bye mọi người nha. Bye bye.